Con chào sư, hữu duyên được sư giảng dạy cho con hiểu. Trước đây con đã vô minh phá thai năm 18 tuổi. Sau này khi đã lớn, con cũng đã hiểu và hối hận rất nhiều. Đã cố gắng sống đúng, làm việc thiện và không dám lặp lại lỗi lầm xưa. Con biết tội quả con vẫn phải nhận vì đã gây ra. Con chỉ muốn biết con của con có tha thứ cho con không? Con xin thành tâm sám hối. Thưa với quý vị, ở đây thì không có ai có thần thông hết. Mà đã không có thần thông thì làm sao mà biết được là con của quý vị đã tha thứ cho mình hay chưa? Mình không có thần thông, mình không biết được. Tại vì như vậy nè, nếu mà nói đúng theo giáo lý thì khi mà cái đứa nhỏ mình đã phá thai rồi thì nó luân hồi theo cái dòng sinh tử. Nếu như mà nó luân hồi theo, ví dụ như đi xuống địa ngục hoặc là đi lên cõi trời hoặc chui vào cái thai bào khác, thì nó cũng đâu có còn ở gần đây để mà nó biết, để mà tính tới cái chuyện tha thứ hay không tha thứ. Mình đừng có bị những cái suy nghĩ mà thói quen dân gian, tức là con nít mà nó phá thai thì nó sẽ đi theo mẹ nó. Không phải như vậy. Chúng sanh dầu chết ở trong bất kỳ điều kiện gì thì vẫn tiếp tục tái sanh theo nghiệp lực. Chỉ có một số ít, ví dụ như là tái sanh làm cái hàng phi nhân, sư gọi tạm gọi là phi nhân đi, để cho quý vị nghe nó dễ chịu chút xíu. Trong cái hạng phi nhân mà nó ở gần mình thì khi đó mình mới tính đến cái vụ này, tức là nó ở gần mình mới tính đến chuyện là nó có tha thứ mình hay không. Thì nếu như mà hạng phi nhân ở gần mình thì mình cũng chỉ có một cái khả năng để mình làm thôi, đó là mình làm phước và hồi hướng phước. Mình không còn cách nào chứ. Cái chuyện mình sám hối và mình hứa không tái phạm nữa thì nó là một lẽ. Còn cái mình khắc phục hậu quả, thì mình nên làm phước và hồi hướng phước, như là kinh binh ngoài bức tường, như là trong trường hợp vua Bimbisara đã làm để hồi hướng đến cho thân mật quyết thuộc đó. Thì mình chỉ còn mỗi cách đó thôi. Cho nên là dù cái đứa con của mình nó có theo mình hay không thì mình vẫn nên làm cái việc này. Bởi vì nếu như cái đứa này nó không có ở đây thì thân bằng quyến thuộc của mình, những thân bằng quyến thuộc khác, họ vẫn hưởng được cái phước do mình làm và mình hồi hướng. Và không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào và có góp ý như thế nào về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, riêng bản thân sư thì sư rất đồng ý với Đại Đức Hành Tuệ về cái quan điểm đó, là cho dù là mình không biết rõ cái đứa con của mình mà mình bỏ nó đó là nó sẽ tái sanh ở về đâu, nhưng mà cái điều quan trọng nhất, mình hãy cứ làm vun bồi các nghiệp thiện thôi vậy. Đặc biệt là có nghĩa là để khắc phục, mình ở đây đó thì vị đây đã nói đã sám hối rồi, nhưng mà để khắc phục hậu quả thì cái điều tốt nhất á mà sư Hành Tuệ nói, mà ngay cả bản thân sư, nếu mà sư thì sư cũng sẽ nói như vậy thôi. Để khắc phục hậu quả tốt nhất á thì vị phải siêng. Là sao? Siêng đặc biệt cái mảng bố thí. Đó, và vị trì giới. Cái mảng bố thí á là quý vị phải hiểu như vậy, tại vì cái bất thiện nghiệp mình gây ra đó là một chúng sanh, thưa quý vị, một chúng sanh. Tội đây là cũng gọi là ác nghiệp, thưa quý vị, ác nghiệp nặng. Nên việc mình làm á, mình làm mặc dù mình không biết chính xác là chúng sanh, cái đứa con mình nó tái sanh về đâu, nhưng mà mình hãy cứ làm đi. Nhưng mà ở đây làm mình không phải mà làm kiểu mà giống như làm trả nợ. Cái tâm lý mà trả nợ trả sẽ xong, trả là làm trả sẽ xong. Tâm lý mình làm phước, mình bố thí, thì dù mình bố thí cũng dường đến chứ đại tăng, đến tâm bảo, thì mình phải có những yếu tố mà giống như trong 10 phước nghiệp sự đó, quý vị, đó là có phải có cung kính phục vụ đó, hồi hướng tùy hỷ, có cái tâm đó nữa,
cái tâm chủ, chứ không phải mình nói mình làm mà mình làm một cách hời hợt thì nó không đem lại cái quả báo cao. Nên điều này quý vị phải quan trọng, và quý vị phải làm khi quý vị xem cái câu trả lời của quý sư nào, quý vị phải làm mà sư đã rất là nhiều lần. Nếu mà quý vị ý thức được nha, ý thức được cái việc của mình nè, cái việc của mình là nó mang ác nghiệp, thì hãy làm ngay bây giờ, đừng có sự do dự, làm ngay và luôn, và làm không có sự gián đoạn. Thì xin thưa quý vị, cho dù có hay không có thì cái nghiệp thiện đó đầu tiên nó lợi ích cho bản thân mình nè, lợi ích cho bản thân mình trong hiện tại, rồi ngay trong tương lai, rồi đến cái quyến thuộc mình trong quá khứ. Rồi nếu chẳng may gọi là trường hợp xui rủi nhất nha, xui rủi nhất đó, nếu mà đứa con của mình đó, nó có thể tái sanh làm cái hạng đó, mà đôi khi nó có sự phẫn uất hay này nọ, chưa gọi là trường hợp mà gọi là xui xẻo nhất thôi, trường hợp mà thì khi cách mình làm liên tục dồn dập gì đó, không ngừng nghỉ gì đó, rồi cái thiện tâm mình luôn chảy ra nó, cho dù có hận thù, thí dụ thôi, ví dụ có hận thù cái nào thì nó cũng nguôi ngoai, thưa quý vị, nguôi ngoai phần nào thì nó nhận được phước đó. Đó là cái điều mà mình nên làm và phải làm, và phải rồi phải sẽ làm và luôn làm. Mong là quý vị thì sẽ hiểu được, và mình là cái trả lời câu trả lời của quý sư mà mình áp dụng ngay và luôn. Cũng xin kết thúc phần trả lời của hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.